Mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Cà phê đời sống. Và thưa quý vị, trong một xã hội hiện đại như ngày nay thì nhu cầu chăm sóc sắc đẹp thì đang ngày càng trở nên phổ biến và ngày càng tăng cao theo cái chất lượng cuộc sống hiện đại. Chính vì vậy mà nghề chăm sóc sắc đẹp đang thu hút được sự quan tâm của các bạn trẻ và những người mong muốn có được một công việc tốt sau khi ra trường. Và với nhiều trường nghề thì chăm sóc sắc đẹp đã trở thành một ngành đào tạo với chuyên môn sâu và được đầu tư rất bài bản để đảm bảo chất lượng đầu ra cho người học. Và cũng chính bởi mà ngành chăm sóc sắc đẹp đang rất là phổ biến hiện nay nên là nhiều người tìm đến để học nghề và mong muốn là sau này sẽ có một công việc tốt và có thể kiếm được thu nhập. Tuy nhiên cũng bởi vì phát triển và có quá nhiều lựa chọn nên đôi khi giữa một rừng thông tin, nhiều người học lại không biết là chọn trường ở đâu, chọn lớp ở đâu để có thể đạt được những tiêu chí về chất lượng. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ chuyên gia của chúng tôi để tìm hiểu cách để lựa chọn trường lớp phù hợp cho ngành này. Chăm sóc sắc đẹp hiện nay được xem là ngành nghề tiềm năng, phát triển mạnh theo nhu cầu của xã hội và đang tạo nên trào lưu học ngành này của nhiều bạn trẻ. Học ngành chăm sóc sắc đẹp khi đã thành nghề, người học sẽ có công việc mang tính ổn định lâu dài và thu nhập khá cao. Vậy ngành chăm sóc sắc đẹp là gì? Đó là câu hỏi mà bất cứ ai khi mới theo học cần phải biết. Theo các chuyên gia, chăm sóc sắc đẹp là ngành học đào tạo người học sử dụng các công cụ, kỹ thuật và các phương pháp nhằm cải thiện vẻ bề ngoài của khách hàng như mắt, môi, răng, tóc, móng tay, da. Công việc của chăm sóc sắc đẹp như là trang điểm, sử dụng mỹ phẩm hoặc chuyên sâu hơn là massage cơ thể và can thiệp thẩm mỹ. Chăm sóc sắc đẹp gồm nhiều nhóm ngành nhỏ như nhóm ngành chăm sóc da và spa từ cơ bản đến nâng cao, nhóm ngành phun xăm thẩm mỹ, mí mắt, lông mày, môi, nhóm ngành chăm sóc móng, tạo mẫu tóc, trang điểm nghệ thuật, massage. Hiểu đơn giản thì như vậy, nhưng các bạn trẻ liệu đã biết cách tìm ra những thông tin đầy đủ về ngành này? Đâu là địa chỉ đào tạo đáng tin cậy? Cơ hội việc làm liệu có rộng mở như kỳ vọng? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Với các sinh viên theo học ngành chăm sóc sắc đẹp, trường Cao đẳng Y Hà Nội, những câu hỏi này được các em tìm hiểu kỹ ngay từ khi mới nhập học và được các giảng viên chỉ dạy cụ thể thêm nhiều điều trong quá trình học tập tại trường. Trong cái khoảng thời gian mà em ôn thi và lựa chọn trường ấy, thì em thấy trường Cao đẳng Y là một ngôi trường có cơ sở vật chất đào tạo khá là tốt về ngành chăm sóc sắc đẹp. Về cán bộ giảng viên cũng là những người có chuyên môn và các cơ sở vật chất đây em thấy đều khá là tốt và mới. Và trường mình thì lại có ngành chăm sóc sắc đẹp chuyên sâu về ví dụ như là phun xăm, về da, về bấm huyệt và về tóc. Thì đó đều là những cái môn học mà em muốn hướng đến để sau này khi mà ra trường thì em có thể mở các cơ sở. Hiện tại em thấy môi trường của ngành chăm sóc sắc đẹp sau khi ra trường có cái môi trường việc làm vô cùng tốt. Thứ hai là em bản thân em cũng là một người yêu thích làm đẹp nên là em rất là hào hứng khi mà được tham gia học tại trường Cao đẳng Y Hà Nội. Là một địa chỉ đào tạo uy tín trong hệ thống các trường cao đẳng tại Hà Nội, hiện nay trường Cao đẳng Y Hà Nội đang đào tạo 3 mã ngành cao đẳng dược, cao đẳng điều dưỡng và cao đẳng chăm sóc sắc đẹp. Với các nhóm ngành trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, để thực hiện tiêu chí làm đẹp phải an toàn, nhà trường đã xây dựng chương trình đào tạo ngành chăm sóc sắc đẹp tổng thể theo kiến thức chuẩn y khoa với các bộ môn như giải phẫu sinh lý, kiểm soát nhiễm khuẩn, kỹ thuật điều dưỡng cơ bản, hóa chất và mỹ phẩm, đạo đức nghề nghiệp, tổng quan về ngành chăm sóc. Đây là điểm khác biệt và giúp cho người học có được kiến thức nền tảng cơ bản, có tư duy và kiến thức chuẩn về ngành chăm sóc sắc đẹp. Có thể khẳng định, đào tạo chăm sóc sắc đẹp theo chuẩn y khoa được coi là một xu hướng tiên tiến nhất. Cái khác biệt của cái chăm sóc sắc đẹp mà được đào tạo trong ngành y hiện nay mà trường Cao đẳng Y Hà Nội đang áp dụng thì tôi thấy rất là phù hợp với xu thế hiện tại như bây giờ. Vì là trong cái lĩnh vực làm đẹp bây giờ thì cũng có một số các cái cơ sở người ta cũng đã tham gia giảng dạy về cái truyền nghề cho các cái sinh viên về trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Tuy nhiên nếu như được học ở trong các cái môi trường là trường y, y dược mà được đào tạo về chăm sóc sắc đẹp thì tôi thấy rất là phù hợp, và phương châm của nhà trường là sử dụng kiến thức y học để cho sinh viên ngành chăm sóc sắc đẹp
thực hiện các cái thủ thuật cũng như là các cái kỹ thuật chăm sóc sắc đẹp bằng cái kiến thức y học thì nó được tốt hơn rất là nhiều. Ngoài ra, chương trình đào tạo cũng chú trọng đến các kỹ năng của người học như kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng, khởi tạo doanh nghiệp, quản lý cơ sở chăm sóc sắc đẹp. Từ đó, người học có thể dựa theo năng lực, sở thích, sở trường cũng như nguyện vọng phát triển của bản thân mà lựa chọn một nhóm ngành làm nền tảng cho tương lai của mình. Hiện nay, do nhu cầu làm đẹp của người dân ngày càng cao, vì vậy, ngành chăm sóc sắc đẹp tại Việt Nam đang rất phát triển, cần rất nhiều nhân lực được đào tạo một cách bài bản và chuyên nghiệp. Những cái bạn kỹ thuật viên học khóa chăm sóc sắc đẹp của trường Cao đẳng Y là những bạn rất là may mắn, bởi vì các bạn được đào tạo bài bản và các bạn được học kỹ các cái lý thuyết về các cái chăm sóc da, về y khoa. Và chính vì các bạn có những cái thời gian đào tạo đến tận 3 năm nên là các bạn được đào tạo rất là kỹ, rất là bài bản, và gần như các bạn có một cái nền kiến thức về y khoa, về lĩnh vực về da, để cho còn làm một cái nền tảng rất tốt để sau này cho các bạn ra hành nghề. Vậy thì với những cái bạn sinh viên sắp tốt nghiệp với khoa chăm sóc sắc đẹp của trường Cao đẳng Y Hà Nội thì mình có một cái lời khuyên cho các bạn, đó chính là trước tiên khi các bạn đang còn ngồi trên ghế nhà trường, đang còn sinh viên, thì những cái kỹ năng cơ bản về chăm sóc da, về cái hiểu về làn da, các cái kỹ năng về tư vấn, giao tiếp với khách hàng, cũng như các cái kỹ năng về chăm sóc da các bạn phải thực hiện rất là thành thục. Ngoài cái vấn đề các kỹ năng mình được trau dồi trong quá trình mình học tập, thì cái điều quan trọng nhất khi các bạn ra trường mà để có thể đứng độc lập và làm hành nghề được, thì các bạn cần phải có những cái tác phong chuyên nghiệp. Các em được học nghề, được học cái chuyên ngành, nhưng các em đã được học cả những cái kỹ năng và những cái cách quản lý, quản trị cái doanh nghiệp của mình sau này mới các em ra ngoài để các em làm nghề của các em. Ở đây là các em không những giỏi nghề mà phải giỏi về chuyên môn và giỏi về những cái kỹ năng với ngành của mình. Trường Cao đẳng Y Hà Nội là đi đầu trong cái ngành thẩm mỹ, là đạt tiêu chuẩn, cho nên là mình phải kết hợp được, các em phải nên tập trung được học được cả từ lý thuyết và đến thực hành, vì đây là cái ngành làm đẹp. Cái lý thuyết mình nắm được rồi nhưng mà mình phải ứng dụng được thực tiễn và phải thực tế, phải giỏi thì ra trường là các em sẽ tìm được công việc, việc làm rất là ổn định và rất là dễ. Để biết thêm về ngành chăm sóc sắc đẹp, người học có thể tham khảo sơ lược về một số môn trong chương trình khi tham gia theo học ngành này. 1. Chuyên ngành trang điểm. 2. Chuyên ngành chăm sóc da. 3. Chuyên ngành tạo mẫu tóc. 4. Chuyên ngành nail. 5. Chuyên ngành mi. 6. Chuyên ngành phun xăm thẩm mỹ. Về cơ hội việc làm của ngành chăm sóc sắc đẹp, sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành chăm sóc sắc đẹp sẽ đảm nhiệm các công việc hot và tiềm năng phát triển trong tương lai như chuyên viên thẩm mỹ, chuyên viên trang điểm, chuyên viên tư vấn làm đẹp. Nếu có nhu cầu, các bạn cũng có thể làm giảng viên tại các trường và các trung tâm, cơ sở đào tạo spa, thẩm mỹ trên khắp cả nước. Hoặc nếu có thể, bạn sẽ đủ kiến thức để mở các cửa hàng spa, trung tâm chăm sóc sắc đẹp, viện thẩm mỹ, làm nghề chăm sóc sắc đẹp tự do. Đứng trước xu hướng phát triển mạnh mẽ của xã hội, việc làm đẹp đã trở thành nhu cầu cơ bản của tất cả mọi người, không phân biệt trình độ, lứa tuổi, giới tính. Vậy nên ngành chăm sóc sắc đẹp được ví như một kho báu vàng, thu hút rất nhiều lao động và tạo nên một trào lưu học tập của giới trẻ. Với các trường nghề, đây cũng là động lực để cải tiến chương trình đào tạo ngày một hiện đại hơn. Đối với ngành chăm sóc sắc đẹp thì khi học tại nhà trường, ngoài những cái môn chuyên môn về chăm sóc sắc đẹp thì sinh viên còn được đào tạo về các môn cơ bản và các môn cơ sở ngành, thì trong đó có về kỹ thuật điều dưỡng, có dịch tễ và bệnh truyền nhiễm. Thì khi học được các môn này thì sinh viên có thể nắm được những cái điều cơ bản khi sinh viên thao tác trên khách hàng và có phòng chống được những cái trường hợp tai nạn xảy ra trong quá trình mà sinh viên chăm sóc cho khách hàng. Đấy là một cái ưu điểm đầu tiên của tại nhà trường. Ngoài ra, khi học tại nhà trường thì với cái phương châm của nhà trường là sinh viên thực học, thực hành và thực nghiệp, thì trong quá trình thực tập và học tại trường thì sinh viên ngoài thực hành tại các cái phòng thực hành của nhà trường thì sinh viên còn được trực tiếp thực hành tại các cơ sở thẩm mỹ cũng như các spa mà nhà trường hiện tại đang liên kết. Hiện tại, mô hình học tập gắn liền thực tiễn, thực hành cầm tay chỉ việc, thực tế ngay trong thời gian học tại các đơn vị bệnh viện, nhà thuốc, thẩm mỹ, spa đang được nhiều trường áp dụng. Sự hợp tác giữa Trường Cao đẳng Y Hà Nội với Học viện Đào tạo Thẩm mỹ Quốc tế Việt Beauty và Hệ thống Thẩm mỹ viện Thanh Trúc là một ví dụ. Với nhà trường, mục tiêu tôn chỉ, thực học, thực hành, thực nghiệp được hiện thực hóa.
với doanh nghiệp, họ được tiếp cận với nguồn nhân lực chất lượng sau này. Tập thì qua quá trình thực tập thì mình cũng thấy là các bạn về cái nền tảng kiến thức cơ bản được đào tạo rất là bài bản. Cho nên là khi đến thực tập thì gần như mình chỉ chú trọng về những cái công nghệ mới, những cái máy móc hiện đại tại thẩm mỹ để cho các bạn biết thêm về cái thực tế và ngành nghề nó có những cái gì đúng theo phương châm là khách hàng đến làm đẹp là yêu cầu phải làm đẹp, cho nên là thấy mình chỉ cần hướng dẫn thêm một chút là thấy sinh viên đã đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Với một cái tinh thần học hỏi nghiêm túc, với một cái ý thức học tập chuyên nghiệp và chuyên cần thì các bạn sinh viên khoa chăm sóc da đẹp trường Cao đẳng Y đã được các giảng viên của Viện Beauty và các khách hàng đánh giá rất là tốt. Thông qua các buổi học thực hành thực tế tại các cơ sở spa thì các em cập nhật được những xu hướng và những cái nhu cầu làm đẹp thực tế của xã hội để giúp cho các em thêm tự tin, vững vàng khởi nghiệp nghề làm đẹp sau khi tốt nghiệp ra trường. Có thể thấy, sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và các cơ sở thực tập thực tế là chìa khóa để đảm bảo chất lượng và tính thực tiễn trong đào tạo, giúp sinh viên đáp ứng được yêu cầu của thực tế công việc sau này. Không có sự kết hợp này, sinh viên sẽ khó có thể lĩnh hội được những kiến thức của ngành chăm sóc sắc đẹp, vốn đã rất khó. Và quan trọng hơn, nếu muốn giỏi nghề, bạn phải có điêu luyện cao trong thao tác, điều chỉ có được qua một quá trình dài trải nghiệm thực tế. Cái ngành làm đẹp này, một là còn mới, nhất là nói về mặt đào tạo, ở cái mức là cao đẳng. Và thứ hai nữa là nó cũng rất thiết thực trong thực tế. Trong thực tế thì những ngành này là cũng cái được quan tâm rất nhiều và có nhu cầu. Thì nhà trường trong ngành này cũng các thứ nhất là đội ngũ thầy cô giáo là những người có kiến thức, có tay nghề, có chuyên ngành này. Thứ hai nữa là liên quan cái này rất nhiều đến cái trang thiết bị để cho học sinh thực tập, để cho các thầy hướng dẫn, để làm đẹp cho cơ thể là cũng rất được quan tâm, rất được trang bị. Bởi vì nó có nhiều phương tiện. Thứ ba nữa, cái làm đẹp ở đây là trên là cơ sở của cái sức khỏe tốt. Đấy, bởi vì cái làm đẹp mà một cơ thể phải khỏe thì mới có hàng nghìn ước mơ. Còn cơ thể mà không khỏe thì chắc chắn là chỉ có một ước mơ thôi. Với lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp, một chuyên ngành mới nhiều hứa hẹn nhưng cũng nhiều thách thức. Để có thể có được những lứa sinh viên chất lượng cao, nhà trường cần phải thực hiện tốt một cách đồng bộ nhiều yếu tố như chất lượng giảng viên, chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị. Tất cả tạo nên một truyền thống của nhà trường, một niềm tin của xã hội. Bởi niềm tin đó là điều quan trọng nhất trong mọi lĩnh vực liên quan tới sức khỏe, thẩm mỹ của con người.